Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Sport Channel ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đập một cái hộp rất là hot mà vừa ra mắt thứ 6 vừa rồi. Đây là cái hộp Pikachu and Rexxon GX Premium Collection Tag Team. Thì đây là cái hộp mà có phiên bản các em Pikachu and Zekrom GX Gold Card. Đây là cái thẻ được release trong cái set All Stars Tag Team, thì được ra mắt vào cuối cái thời kỳ của Sun and Moon. Thì cho tới bây giờ là qua tới cái set Sword and Shield thì họ mới bắt đầu làm cái chúng ta đi gần tới cuối thời kỳ của Sword and Shield luôn rồi, mà bây giờ họ mới bắt đầu làm cái lá bài này thì cũng rất là lâu rồi. Thì mình cứ tưởng là họ đã quên luôn rồi, sẽ không bao giờ release cái lá bài này Gold Star trong phiên bản tiếng Anh, mà không ngờ là bây giờ họ lại release trong một cái hộp Premium Collection. Thì nói sơ sơ qua về cái hộp này, thì đây là một cái hộp Premium Collection được làm đặc biệt dành riêng cho GameStop. Thì lần trước mình đã mở một cái tập hợp, cũng là một cái hộp Premium Collection Tag Team mà Reshiram and Zekrom, phải không ta? Đúng rồi, trong Charizard and Reshiram, đó là một cái hộp exclusive của Walmart. Thì đây là một cái hộp exclusive của GameStop. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đập một trong ba cái hộp này nha. Let's go. Ok mọi người, thì trước khi mình đập cái hộp này thì mình sẽ coi qua thành phần ở bên trong cái hộp sơ sơ coi là có cái gì nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái gold foil card featuring Pikachu and Zekrom GX, một cái oversize card cũng giống tương tự như vậy luôn, 10 booster pack, một cái code card, Pokemon trading card game online. Ok, là mình sẽ có những cái thành phần của những cái lá bài này trong phiên bản online. Đây, cho mọi người coi cái hộp này một lần nữa. Thì cái hộp này nó bị rách ở đây, thành ra là mình mới chọn cái hộp này trong hai cái hộp kia. Mình sẽ để dành hai cái hộp kia cho cái collection của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đập hộp cái hộp này thôi. Thì mọi người cũng biết là thứ 6 tuần sau sẽ là cái ngày ra mắt cái game Brilliant Diamond and Pearl Brilliant Diamond gì mình không nhớ nữa. Nói chung là Diamond and Pearl, cái phiên bản remake á, thì không biết là mọi người có hồi hộp không. Mình order cả hai phiên bản game luôn. Thì do là mình order cả hai phiên bản game luôn, thành ra là mình sẽ được tặng một cái pin collection. Bây giờ tuần sau mình sẽ review cái game cho tất cả mọi người nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra trước. Ok, trời nó đẹp kinh dị luôn á mọi người. Cái lá bài này đẹp quá. Mình phải lấy mấy cái sleeve ra ready trước luôn. Bây giờ ở đây thì mình để những cái thành phần mình mở được trong cái Fusion Strike. Tại vì bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mở Fusion Strike, thành ra là mình phải để những cái hit của nó lên trên cho mọi người coi. Đây mình sẽ lấy cái này ra. Làm gớt à. Ê. Ok mọi người, trước khi bỏ vô cái sleeve thì cho mọi người coi kỹ một chút xíu nha. Ở đây thì cái này, cái điểm centering của nó thì không được hoàn hảo cho lắm. Nhìn sơ sơ thì thấy là bên đây nó bự hơn bên đây một hơi rõ ràng. Có thể là điểm centering cái lá bài này có thể là bị là 9 hoặc 9.5 gì đó. Ở trên với ở dưới thì ok nha mọi người, nhưng mà bên trái này thì nó bự hơn bên phải một chút. Nhưng mà cái lá bài này nó quá đẹp đi mọi người, quá đẹp luôn. Nhìn những cái vân của nó nè, rờ vô rất là sướng tay luôn á. Đây em Pikachu và em Zekrom, đẹp quá. Vì là một lá promo mọi người thấy không, những mấy cái nó không lấy focus được, mấy cái góc này nó bị lỗi khá là nhiều. Cho nên những cái lá này, nếu mà lá nào mà được 10 á thì chắc chắn là giá trị của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những lá bình thường. Tại vì bình thường những cái lá promo họ làm, họ để trong hộp này nọ là hay bị những cái lỗi giống vậy nè. Đó, bị những cái lỗi gốc. Đây, mình sẽ bỏ nó vào double sleeve luôn. Mình đoán là mấy cái lá này tầm có giá trị khoảng chừng 20-30 gì đó. Đây, một cái miếng siêu to khổng lồ Pikachu and Zekrom, quá đẹp luôn mọi người. Thì bạn nào không có
thấy rõ cái lá ló thì có thể nhìn cái lá bự này. Đấy, cái lá này là không có tác dụng để chơi nha, chỉ in cho vui thôi. Nhưng mà in có mấy cái vân này cũng rất là đẹp. Để ở đây đi. Bây giờ mình cho mấy em mình lên đây. Ok. Bây giờ thì mình sẽ coi coi chúng ta sẽ có ba cái pack của Evolving Sky. Mình sẽ có code cho mọi người nha. There you go. Mình sẽ có 1 way, 2 3 4 5 6 7 và 5 pack của Chilling Rays và 2 pack của Battle Style. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu đập từ thôi mình trộn lên hết đi nha, mình trộn lên hết đi, trộn lên hết. Ok. Ok, để cho nó lan tỏa ra. Và vừa rồi thì mình đã post cái video đăng lên 20 bạn thắng giveaway. Thì mình cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người nha. Và hy vọng là trong tương lai ở cái set Brilliant Store mình cũng có thể tổ chức thêm một đợt giveaway nữa, thì cũng tùy theo sự ủng hộ của mọi người thôi. Thì mình đã có cái cột mốc ở trong lòng của mình rồi, thì khi mà mình đạt được cái cột mốc đó thì chắc chắn là mình sẽ tổ chức giveaway thêm một lần nữa. Và hy vọng là cái cột mốc đó sẽ đạt được khi cái set Brilliant Store được ra mắt. 1, 2, 3, 4. Mình đoán là energy hệ tâm linh. Ok, mới vô tính chơi tâm linh mà bị phai điên rồi mọi người. Company Apple, Doctor, Ladian, Helicross, Supple, Inke, Scovet, Scobany, Dial, Hilltree, and Galarian Wheezing. Non-holographic. Mình đang quay video mà cái con chó nó quậy quá. Đây, here you go. Phát nữa. Hello, đang làm gì vậy? Lấy cái cột ra. 1, 2, 3, 4. Mình đoán là energy hệ nước. Ok. Mình có Leaf Energy, Bronia, Honey, Drizzle, Diglett, Golett, Dealing, Sneasel, Farfetch, Chestplate, and Terrasha. Ok. Mình sẽ lấy cái code cho mọi người. Evolving Sky. Thì hôm qua mình có coi một trong những YouTuber khá là nổi tiếng mà mình rất là thích coi cái người này, đó là Pokerave. Thì khi mở cũng mở cái hộp này luôn mà 10 pack không ra gì hết. Chắc hẳn là mọi người vẫn còn nhớ cái sự xui xẻo của mình khi mở cái hộp của Charizard Rex Zekrom đúng không? Khá là xui luôn, không có gì hết. Hệ điện nha, Brussels, Scroll of the Flying Dragon, SQ, Rufflet, Depo, Nickel, Tentacruel, Shabido, Reverse Holo. Trời ơi, cái code nó để cái code ngược là thấy cái màu code luôn mọi người. There you go, code cho mọi người. Mở thêm một phát nữa của Evolving Sky. 1, 2, 3, 4. Mình đoán là energy hệ lửa, điện, nước. Hệ metal. Ok. Dark energy. Mình có Shelgon, Elemental Pack, Switching Cup, Lotad, Hitmonchan, Cutiefly, Eevee, Litleo, Hedier, Flogus, Holographic. Trời ơi. Là hit nhưng mà hit hit này hơi tà, hơi kỳ kỳ mọi người. Ok, mình sẽ có code cho mọi người luôn. Một pack nữa của Chilling Range. Một, hai, ba, bốn. Mình đoán là energy hệ nước. Hey, giờ thì nó mới tâm linh. Kuna, Flannery, Roof Helmet, Ghastly, Coughing, Delibird, Galarian Farfetch, Porygon, Apple,
Masno hả? Taurus, damn, lại thêm một hit nữa mọi người, hai cái hit tạch tạch luôn. Ok, không sao hết, đợi trầu qua. Giờ một khúc cho mọi người nha, khúc trắng. Tiếp theo là một set mà mình chưa bao giờ mở được một cái con alternate art nào từ cái set này luôn, đó chính là Feel Battle Style. Chán ghê. 1, 2, 3, 4. Mình đáng là energy hệ lửa. Ok, water energy, buffalon, earn opportunity, spielbar, katana, pioneer, timper, tipik, clamel, sanaconda, marowak. Ok, code cho mọi người. Thêm một phát nữa của Battle Style. Với hy vọng mong manh mở ra được một em alternate art từ cái set này nha mọi người. 1, 2, 3, 4. Energy hệ Metal. Metal. Ok, Fighting Energy. Cannabite. Escape Rope. Taku. Timber. Confish. Oh. Saladish. Esper. Roly Coly. Kaku. Sandaco. Oh my. Damn. Ba lá holographic luôn mọi người. No hit. Đây, code cho mọi người. Một phát nữa của Evolving Sky. There you go. 1, 2, 3, 4. Nước. Ok. Leaf Energy, Floet, Rubber Loft, Tentacruel, Bagon, Lillipup, Seedot, Pikachu, Tentacool, Flapple. Rồi xong, bánh chành luôn mọi người, bánh chành luôn. Chilling Range, Chilling Pain, nỗi đau lạnh giá. Và 4. Mình đáng là energy hệ lửa. Ok. Lightning Energy, Trizo, Dyna Tree Hill, Justify Glove, Scorbunny, Diglett, Gauntlet, Dealing, Sneasel, Gastly, Zeraora V. Come on, really? Trời ơi. Ok. Đây. Bây giờ vì là hot nhất cái box này rồi. Quá xui xẻo luôn mọi người. À, dĩ nhiên là cái code của nó sẽ là một cái code trắng. Và phát cuối cùng trong cái box này. 1, 2, 3, 4. Mình đáng là energy hệ nước. Ok, lửa. Honey, Impact Energy, Path to the Peak, Porygon, Heracross, Supple, Inkay, Scovet. Em. Rồi xong. Tạch luôn mọi người ơi. Tạch luôn. Ok. Thì chúng ta sẽ có cái code cho tất cả mọi người nha. Chắc là có nhiều bạn đã nghĩ là như vậy là xong rồi đúng không? Nhưng mà không, nhưng mà mình sẽ có một phần bổ sung cho ngày hôm nay. Tại vì nếu mà đặt 10 hộp thì 10 pack này thôi thì có vẻ chán quá. Thành ra là mình đã quyết định đập thêm ta-da, 6 pack nữa của Fusion Strike để mà tăng thêm độ dài cho cái video này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập thôi. Đây, mình biết là nhiều bạn cũng đang rất là mê cái set này. Thành ra là mình quyết định là sẽ đập thêm một vài pack nữa. Ok, mình sẽ bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Mình đáng là energy hệ nước. Ok. Lửa. Luxio, Metapod, Power Table, Wooploo, Pancham, Indeedee, Rowlet, Schoolboy, and Galarian Cursola. Ok. Cái con Cursola này là hồi xưa là của cái gen thứ 2 á. Bây giờ nó có cái phiên bản của Galarian luôn. Đấy, Fusion Strike dành cho mọi người. Mở cái phe. Ủa, nó bị cái gì vậy?
Ồ, đây rồi. Một, hai, ba, bốn. Mình đang là energy hệ tâm linh đi hả? Tâm linh. Ok. Mình có Leaf Energy, Franklin. What the? Trời, hai con liên tục luôn. Ok. Mopico, Smuggle, Qfish, Tynamo, Gobice. Cái con này nhìn dễ thương à. And Visorizon. Ok. Đây mình sẽ có cái code card cho tất cả mọi người. Pack tiếp theo. Một, hai, ba, bốn. Mình đáng là energy hệ điện. Ok. Đáng cái bữa này đáng cái sai hoài rồi. Simisage, Dancer, Halucha, Galarian Melt, Gossiflu, Pampur, Eevee, Shink, Phantom, Azumarill. Một pack nữa. Bộ thói. Một, hai, ba, bốn. Ngày hôm qua có một cái người họ up lên cái tỷ lệ mở của cái pack này dựa trên 2000 pack mà mình coi được. Tỷ lệ siêu khủng luôn. Là những cái em hot nhất là toàn là mở 1 trên 1.000 hay là 1 trên 2.000. Đặc biệt là cái con Mew á, là 1 trên 2.000 luôn mọi người. Rất là kinh khủng. Dickapai, Signet, Crosswitcher, Rotom, Smuggle. Là tại vì lần trước mình có giải thích rồi, là cái set này chỉ có 284 lá, mà chỉ có 40 lá hiếm thôi, mà 244 lá bình thường. Thì dĩ nhiên là cái tỷ lệ mở nó phải rất là thấp luôn. Nó khác so với lại cái set Evolving Sky. Evolving Sky thì quá là nhiều những cái lá hit đi. Quá là nhiều những cái lá hit tập trung trong cùng một cái pack. Đây mình bị tạch rồi. Zeraora. Đấy, có cho mọi người. Mình nghĩ theo mình dự đoán là so với những cái set giống như là Battle Sky hay là Evolving Sky thì mình thấy cái set này, mặc dù là giá của những lá bài không cao lắm, nhưng mà nó sẽ giữ giá tốt hơn, là tại vì cái tỷ lệ mở của nó quá khó. Nước. Ok, tâm linh. Judge, Exetrude, Trubbish, Tordiodio, Phantom, Snorlax, Numb, Stuffle, Ferrari Gay. Ok. Lá này thì mình đã mở được rồi. Khốt nha. Và bây giờ mới là pack cuối cùng cho ngày hôm nay. Liệu mình có làm nên kỳ tích Last Pack Magic or something? Ok, 1, 2, 3, 4. Mình đoán là energy hệ Metal. Ok, cuối cùng cũng đoán đúng được một pack. Moshana, Hitmon, Cook, Pampur, Eevee, Shink, Shelmet, Trubert, Pansagay, and Bontorn V. Damn. Đúng là Last Pack Magic mọi người. Có một hit nhưng mà hit này lại hơi you know, tập tập. Hai con hệ điện luôn. Đây cái code dành cho mọi người nha. Ok mọi người, thì chúng ta cũng có một cái tập hợp là không mấy gì thành công trong ngày hôm nay. Thu hoạch thì khá là bèo bọt, tại chúng ta chỉ được hai cái em V duy nhất là Zeraora and Bullthorn V. Và điều đặc biệt nhất trong ngày hôm nay chính là chúng ta đã có được một cái em V Gokor mới cho cái bộ sưu tập của mình. Một em Tag Team Pikachu and Zekrom GX trong phiên bản tiếng Anh. Thì đây cũng là một trong những lá mà mình đã tìm kiếm rất là lâu rồi. Và cuối cùng thì họ cũng đã cho ra mắt cái lá này. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và nếu mọi người thích cái video này, đừng quên để lại một like và subscribe cho cái channel của mình. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye bye.